chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Đất nước nghiêng mình, đường phố, làng quê nghiêng mình, người dân khắp mọi miền nghiêng mình thương tiếc khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Và từ biển đảo, Trường Sa cũng nghiêng mình tiễn biệt một nhà lãnh đạo lỗi lạc mà bình dị, trọn một đời vì nước, vì dân. Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi lại tình cảm, cảm xúc của các cán bộ, chiến sĩ từ Trường Sa dành cho đồng chí Tổng Bí thư. Thượng tá Trần Quang Phú, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương. Đây là mất mát rất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, trong đó có cán bộ chiến sĩ đang công tác trên quần đảo Trường Sa. Trên nhiều cương vị công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng. Bản thân tôi không bao giờ quên được kỷ niệm khi lần đầu tiên được gặp Tổng Bí thư trong chuyến công tác của bác về thăm vùng 4 Hải quân vào ngày 5 tháng 5 năm 2016. Trong buổi nói chuyện, Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi đời sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, động viên chúng tôi đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao. Tổng Bí thư luôn tin tưởng vào bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh của cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung và cán bộ chiến sĩ vùng 4 nói riêng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong trái tim mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa, Tổng Bí thư mãi là tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng cao đẹp của người cộng sản kiên trung, để mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa học tập và noi theo. Để xứng đáng với niềm tin tưởng của Tổng Bí thư, cán bộ chiến sĩ Trường Sa hôm nay nguyện tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống. Trung tá Nguyễn Văn Duy, chính trị viên phó đảo Sơn Ca, lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều ngày qua, chúng cháu, những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca quần đảo Trường Sa, luôn dõi theo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các bản tin thời sự, vẫn biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật. Dù biết thời gian của tạo hóa là vô hạn, còn thời gian của mỗi người thì luôn hữu hạn. Vậy mà nghe tin bác Trọng từ trần, hàng triệu trái tim của người Việt Nam, trong đó có chúng cháu đang công tác tại quần đảo Trường Sa, như thắt lại, đau buồn và tiếc thương vô hạn. Chúng cháu không bao giờ quên tình cảm của bác dành cho cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân, gửi trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Bác ghi, Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2023, nhân dịp đoàn công tác ngành nội chính Đảng đi Trường Sa, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chào thân ái và quyết thắng. Chúng cháu xin hứa với bác, nguyện suốt đời học tập và noi gương bác, ra sức phấn đấu rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng kiên trung, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết thống nhất, bền gan vững chí, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu của Tổ quốc, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, dẫu có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng úy Trần Quốc Cường, chính trị viên đảo Cô Linh, lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, tiếc thương bác như chính người thân của mình. Chúng cháu, những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo Cô Linh thuộc quần đảo Trường Sa vô cùng bùi ngùi, xúc động, cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương như chính người thân của mình khi hay tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Được giáo dục, quán triệt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, qua nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu những thước phim truyền thống, phim tư liệu, từ sự hiểu biết của mình về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bác luôn quan tâm thăm hỏi, động viên đến đời sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Đặc biệt, dành tình cảm rất to lớn cho cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.
Chúng cháu trân trọng những tình cảm và sự yêu thương của bác đã dành cho những cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa trong suốt những năm qua. Chúng cháu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nhận rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm của người chiến sĩ Trường Sa, đoàn kết đồng lòng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, quyết tâm xây dựng quần đảo Trường Sa, mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, xứng đáng với niềm tin yêu và nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp, chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân. Biến đau thương thành hành động, vững vàng nơi đầu sóng. Biết tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo Sinh Tồn Đông bùi ngùi xúc động, vô cùng thương tiếc và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp của bác, người đảng viên kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bác luôn quan tâm và dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt trong xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Biến đau thương thành hành động, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, chúng cháu xin hứa với bác tranh thủ từng phút, từng giây để rèn luyện bản lĩnh của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội. Chúng cháu sẽ cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, xây dựng một tập thể cấp ủy, chỉ huy bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vững vàng nơi đầu sóng bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày 21 tháng 7, ở Lào Cai và Yên Bái, nhiều xe khách, xe du lịch bị mắc kẹt do đường sạt lở, mất phanh khi đang xuống dốc, đường trơn sau trận mưa lớn. Dự báo từ mai 22 tháng 7, miền Bắc lại tiếp tục mưa do ảnh hưởng của bão số 2. Cập nhật đến chiều ngày 21 tháng 7 từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2, tên quốc tế là Pribyrum, có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 10 đến 15 km/h. Tâm bão đang trên vùng biển phía tây bắc của quần đảo Hoàng Sa, chỉ còn cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam và một số trung tâm dự báo bão của thế giới nhận định, tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nhưng trong ngày 21 tháng 7, hầu hết các cơ quan khí tượng đều cập nhật lại nhận định, tâm bão sẽ lệch về Tây, có thể đi sâu hơn vào vịnh Bắc Bộ. Nguyên nhân do có tương tác với cơn bão Gaimi ở bên ngoài Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 22 tháng 7, tâm bão sẽ vào vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 8, giật cấp 10 và cơ bản giữ hướng di chuyển là Tây Bắc, hướng về phía đất liền ở phía nam của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, nhưng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trên vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng gián tiếp đến miền Bắc nước ta. Từ đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong đó, ven biển Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm, cơ quan khí tượng nhận định. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ có thời tiết nguy hiểm. Từ gần sáng ngày 23 tháng 7, vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nối với bão trên biển Đông, từ đêm ngày 20 đến sáng nay ngày 21 tháng 7 ở các tỉnh Yên Bái, một phần tỉnh Phú Thọ và Lào Cai, đã có mưa lớn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại khu vực đèo Khâu Phạ và xã Tú Lệ thuộc huyện Văn Chấn, một phần huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, có mưa từ 110 đến 155mm, gây ra tình trạng sạt lở nặng trên đèo Khâu Phạ, khiến một số xe khách, xe du lịch, xe vận tải bị cô lập trên đèo giữa các điểm sạt. Quốc lộ 32 bị gián đoạn giao thông nhiều giờ đồng hồ từ Hà Nội đi Lai Châu và ngược lại, ở địa phận huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Sau một đêm mưa, đất đá tràn xuống quốc lộ 32 đoạn qua xã Tú Lệ và sạt lở nặng, 9 điểm với hơn 2.100 mét khối đất đá trên đèo Khâu Phạ. Suối Tú Lệ dâng cao làm ngập nhiều thửa ruộng ở cánh đồng Tú Lệ. Đến chiều ngày 21 tháng 7, quốc lộ 32 qua đèo Khâu Phạ đã thông xe trở lại.
còn ở tỉnh Lào Cai, mưa gần 110mm tại thị xã Sapa, gây sạt cục bộ một số điểm trên cung đường xuống khu du lịch Cát Cát và dọc quốc lộ 4D. Sáng ngày 21 tháng 7, một xe du lịch 45 chỗ biển thành phố Hồ Chí Minh đi trên quốc lộ 4D, hướng về thành phố Lào Cai thì gặp đường dốc trơn, mất phanh, đã lao lên bãi đất bên đường tại khu vực km 116+400 quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Chu Lình 2, xã Trung Chải. Xe du lịch này do anh Trần Tiến Tùng, sinh năm 1987, trú tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cầm lái. Trên xe chở 38 người, may mắn không thiệt hại về người. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đợt mưa từ ngày 19 tháng 7 đến nay đã làm 3 người chết, 1 người bị thương. Trong đó, có một phụ nữ 55 tuổi tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đi làm đồng bị sét đánh tử vong. Tính từ đầu năm 2024 đến ngày 20 tháng 7, cả nước có 23 nạn nhân tử vong do sét đánh. Ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện số 70 trên CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ. Công điện nêu rõ, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 trong năm 2024. Hồi 13 giờ chiều ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trưa và chiều mai, ngày 22 tháng 7, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh trên biển. Bão có thể gây mưa to đến rất to tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt là khu vực phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ trên các sông suối nhỏ, ngập úng tại vùng thấp trũng và các đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và khu vực sườn dốc. Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, ngập lụt để chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, trong đó tiếp tục hướng dẫn các tàu thuyền, phương tiện bao gồm cả tàu du lịch còn hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông qua các ngầm tràn, khu vực bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn. Cùng với đó, chủ động bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng ứng cứu, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, hạn chế thiệt hại đối với nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người bị chết, mất tích, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương, chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện bảo đảm vận hành khoa học, an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đối với hoạt động thủy sản, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, an toàn hệ thống điện. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan và lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải trên biển, ven biển, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. Đài truyền hình Việt Nam,
Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến và dự báo thiên tai, chỉ đạo của cơ quan chức năng, hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai. Ngày 21 tháng 7, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh lần thứ 154 gắn với thực hiện công trình thanh niên sông Sài Gòn, con sông của thành phố tôi. Các hoạt động ngày Chủ nhật xanh nhận được sự tham gia, hưởng ứng của hàng ngàn đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân thành phố, cùng sự chung tay của các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng, kết nghĩa và văn nghệ sĩ trẻ. Các tình nguyện viên đã tham gia khơi thông 200 mét dòng chảy, vớt rác, lục bình tại rạch ghe máy, đoạn từ sông Vàm Thuật vào hướng đường Vườn Lài và 600 mét rạch Gia, đoạn từ đường Vườn Lài đến rạch Võ Đông Nhì thuộc kênh Tham Lương quận 12. Tại các quận huyện, các tình nguyện viên cũng tham gia giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, đổi rác lấy quà, thực hiện các trò chơi tương tác theo các chủ đề sống xanh, xóa điểm đen ô nhiễm, tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, tặng cây xanh đến người dân. Cũng trong ngày 21 tháng 7, các tuyến hoạt động của ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong khuôn khổ chương trình Chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra tại 5 huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn với nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngoài ra, đồng loạt 100% cơ sở đoàn hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đều tổ chức ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Các tình nguyện viên đã giới thiệu kết nối sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà tình bạn và nhà khăn quàng đỏ, xây dựng, nâng cấp các nhà vệ sinh trong trường học và các điểm sinh hoạt cộng đồng, xây dựng, cải tạo các sân chơi thiếu nhi, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng thực hiện các hoạt động chung tay thực hiện công trình thanh niên, sông Sài Gòn, con sông của thành phố tôi. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng ngày 21 tháng 7, một trận động đất có độ lớn 4,1 đã xảy ra tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, không gây thương vong về người và tài sản. Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 31 phút 41 giây giờ Hà Nội ngày 21 tháng 7, có tọa độ 20.068 độ Vĩ Bắc, 105.446 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra động đất vào các năm 2018, năm 2019, gần đây nhất là năm 2021. Trước đó, ngày 3 tháng 10 năm 2021, một trận động đất có độ lớn 2,9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 19.680 độ Vĩ Bắc, 106.829 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực biển Đông cách bờ biển thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 90 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, người dân không nên quá lo lắng vì trận động đất này không có bất thường. Tuy trận động đất có cường độ yếu và không gây thiệt hại, nhưng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát những diễn biến tiếp theo. Vì đây là khu vực thường xuyên xảy ra những trận động đất nhỏ tại các nhánh đứt gãy thuộc đới Sơn La. Đới đứt gãy này từng xảy ra trận động đất Tuần Giáo, Lai Châu vào năm 1983 với cường độ lên tới 6,8 độ. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà địa chấn, động đất tại Việt Nam chủ yếu tập trung ở các vùng như từ thượng nguồn sông Mã đến Thanh Hóa, sông Đà từ Lai Châu đến Hòa Bình, sông Hồng sông Chảy, đông triều từ Yên Thế Nhã Nam đến Hòn Gai Cẩm Phả, sông Cả Rào Nậy và vùng ven biển Trung Bộ và Nam Bộ. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn, trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc. Nếu ở ngoài trời, cần tránh xa các đường dây điện, cột điện, nên chạy tới vùng đất trống. Nếu đang lái xe, người dân cố gắng tấp vào bên đường và dừng lại.